Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em. Và tôi cũng rất là cảm ơn các anh em hôm nay đã coi như là cho tôi up 2 clip trong vòng một ngày. Đấy. Thế là chúng ta tạo thành thói quen rồi đấy anh em. Tôi thì có cái thói quen ra clip vào 9 giờ tối hàng ngày. Còn anh em thì có thói quen like clip của tôi. Đấy, là chúng ta có thành một cái thói quen rất là tốt. Và tôi hy vọng là các anh em và tôi luôn sẽ cùng duy trì cái thói quen này anh em nhá. Duy trì nó rất là phấn khởi, rất là vui. Đấy mà như tôi đã chia sẻ từ buổi sáng nay ấy, là đến tối thôi là chúng ta sẽ được 20.700 sub. Chưa đến tối đã được rồi anh em ạ. Đấy, đến khoảng 5 giờ chiều là đã đủ rồi. Tốc độ sub của anh em là bây giờ là tương đương với cả 5 con Glacier kết hợp rồi. Đấy, rất là nhanh nhá, rất là nhanh. Chúng ta là đã đi được coi như là nếu mà tính là cái nguyện vọng của tôi ấy, cái nguyện vọng của tôi là được 30.000 sub đến khoảng hết năm nay, tức là tháng 12 được 30.000 sub, thì bây giờ chúng ta đã đi được gần 1/10 quãng đường rồi đấy. Gần 1/10 quãng đường rồi đây anh em. Tôi bắt đầu kêu gọi là từ cái thời điểm mà cách đây khoảng 1 tuần hay là 2 tuần gì đấy, là lúc đấy là chúng ta 20.000 sub. Đấy, bây giờ là chúng ta đi được gần 1/10 quãng đường rồi. Bây giờ là 21.000 sub là chúng ta đi được 1/10 quãng đường. Đấy, rất là cảm ơn các anh em nhá. Tốc độ như này là coi như là tôi rất là mừng rồi. Và tôi cũng rất là hy vọng là cái tốc độ sub nó sẽ giữ nguyên được như bây giờ. Đấy, nó vẫn tiếp tục phát triển như thế anh em nhá. Và tôi cũng biết là còn rất nhiều các anh em là mặc dù là cái clip nào của tôi up lên là cũng vào đây xem. Đấy, cũng vào kênh xem. Đấy, nhưng mà lại vẫn chưa sub. Thì tôi rất hy vọng là các anh em có thể là ấn sub vào để tiện theo dõi cho các anh em. Đấy, chứ còn bây giờ mà mỗi lần muốn xem lại phải lên trên YouTube search Game Today thì nó mất công lắm anh em nhá. Vẫn là nhắc lại thôi, mất công lắm. Đấy là anh em sub đi, sub cho đỡ mất công anh em thôi nhá. Chứ còn cái thời đại này là cái thời đại 4.0 rồi anh em. Tôi thì tôi không muốn là chỉ vì tôi mà mất thời gian của anh em đâu. Đối với tôi thời gian của anh em là vàng là bạc nhá, rất là quý giá nhá. Thế là anh em sub đi, cứ phải để tôi phải nói nhiều. Sắp đi nhá. Mà tôi biết khi mà tôi nói đến cái đoạn này thì thế nào cũng có ông chất vấn tôi kiểu như thế này. Thời gian của tôi thì tôi tự biết sắp xếp, sử dụng thời gian hợp lý như thế nào đấy là việc của tôi. Mắc mớ gì mà ông phải lo lắng cho tôi. À thế thôi. Thế thôi. Thế chào bạn góc khuất vậy. Chào bạn góc khuất cái. Đấy, no cho cái thời gian của Pew mà cũng bị trách. Ừ, tôi biết sẽ có ông như thế. Thôi, thế thôi. Bạn góc khuất bạn hỏi là làm content hay gì vậy thì cái game này ấy, thì tôi nhắm rồi. Game này thì nói chung là vừa leo rank mà vừa làm content. Game này toàn queen mẹ. Bây giờ tôi mới nói cho anh em biết là cái game này toàn queen thôi anh em ạ. Bố tiên sư. Nhìn từ trên từ dưới 4 ông queen rồi. Nhìn từ trên từ dưới là 4 ông queen rồi anh em ạ. 4 ông rank queen thì làm content là có dễ không? Chắc cũng dễ. Ừ, chắc cũng dễ. Tất nhiên là rank queen là tính cả tôi nhá. Warrior Long. Tôi. Thằng Ajo. Thằng người Nhật Bản ấy. Thằng người Nhật Bản, thằng người Hàn Quốc. Đều rank queen hết đây anh em ạ. Đang top server, anh em có thể lên top server anh em xem. Warrior Long thì không biết là rank gì, nhưng mà các cái mùa trước là rank queen. Chứ còn mùa này thì có thể là chưa được rank queen, nhưng mà là cũng là rank queen. Đấy. Chả qua là cái rank hiện ở trong game thì nó có thể nó là king 3, nhưng mà trình là trình queen rồi. Đó, cái trận này nó rất khó. Nếu mà bảo chơi content thì nó cũng hơi vãi đấy. Đội hình độc lạ thì chắc là trận này bỏ qua thôi anh em ạ. Bỏ qua thôi. Còn nếu mà để được chọn một cái đội hình mà vô địch trong cái trận đấu này thì tôi xin được coi như là đề xuất đội hình gót đỏ như ban sáng. Rất là ổn áp và chơi gót đỏ trong cái trận đấu này khi không có Dark Spirit. Không có Dark Spirit nhưng trận này có máy bay, không có bom. Có Omen. Trên này thiếu mỗi con rớt với cả con khan thôi. Không có rớt, không có khan. Không có rớt, không có khan, tức là mất đi một con 5 tiền. Tức là chỉ còn 3 con 5 tiền ở trong bộ này thôi. Bình thường là có thể chơi 4 con 5 tiền. Đấy, mà chơi 3 con 5 tiền thì là cũng ổn rồi.
Ở trong bộ gót đỏ có 3 con 5 tiền thì cũng rất là ok rồi. Đấy, nếu mà cái trận này thì có thể là lựa chọn con đường gót đỏ hoặc là lựa chọn con đường Ego Seed. Rất là khỏe luôn. Ego Seed trận này cũng ngon nhá. Ego Seed trận này chắc chắn nó sẽ không giống như trận ban sáng đâu. Trận này là có con 7 ở đây. Có con 7 thì nó khác hẳn luôn. Ơi thằng này sang soi này, anh em thấy không? Người quen anh em ơi. Tôi bảo ơi, cái thằng này nó người quen mà, cẩn thận nhá. Cẩn thận cái thằng Ajo nhá. Cái thằng Ajo này, Ajo 0912 này này, nó quen tôi đấy anh em ạ. Thằng này gặp suốt. Gặp rank queen. Nhiều khi vào nó còn cú, nó cay cú nó còn đấm tôi. Ồ đấy. Ui ra gấu à. Cẩn thận mấy thằng này anh em ạ. Gặp rồi, gặp nhiều rồi, gặp nhiều quen rồi. Bởi vì thường là ở những cái mức rank mà nó cao ấy, nó fight nó mãi nó được một trận ấy anh em. Tôi nhớ cái đợt mà cái đợt mùa trước lúc mà tôi lên rank queen ấy, là tôi tìm trận ấy là tôi phải mất 5 phút tôi tìm một trận. Nên là mấy cái tên này tôi nhớ rõ lắm. Toàn là ghép gặp mấy cái ông này thôi, quen rồi. Đấy, sang soi nhưng mà không ăn được. Tầm này chưa ăn được. Cứ bình tĩnh. Bây giờ mình đang có 3 Hunter mà. 3 Hunter kẹp Ego Seed và có thỏ 2 sao thì nó lại yên tâm luôn anh em ạ. Bình tĩnh nhá, bình tĩnh. Trận này căng đấy, trận này thế nào cũng sẽ có nhiều người soi. Trận này căng. Phải hết sức là bình tĩnh anh em ạ. Wario Long Eco trắng. Thằng Trung Quốc không phá à? Không phá Eco à? À, thế thì lại dễ quá rồi. Chuyện này lại dễ cho Wario Long rồi. Đấy. Áp cấp luôn anh em ạ. Lên 6 luôn. Giữ chuỗi. Tầm này đang khỏe. Giờ mà lổ con súng nhở. Ôi trời. Giờ mà lổ con súng thì chắc là tự tin luôn. Tới round nhẹ nhàng, tới round 20. Súng 2, thỏ 2. Súng 2, thỏ 2 kiếm 6 Hunter kẹp vào nữa thì ui dồi ôi. Mà nhìn này, tôi bây giờ tôi đang có ở đây nó là bao nhiêu cặp? 1 cặp lẻ, 2 cặp lẻ, 3 cặp, 4 cặp, 5 cặp, 6 cặp. Ôi dồi ôi, 6 cặp anh em ạ. 6 cặp này mà nó lổ cho tôi thì à, nghĩ rồi mà đã thấy là tương lai nó tươi sáng ở trong cái trận này rồi. Bây giờ chỉ cần nổ thêm 2 cặp nữa thôi chứ không cần phải lổ hết 6 cặp đâu. Nổ con rồng là ok lắm. Nổ con rồng này. Nổ con rồng con Skull Hunter là ok lắm rồi. Được đấy. Yên tâm, mấy thằng này vẫn chưa có cửa ăn được mình đâu. Bây giờ co nó đang là con thỏ nó đang 2 sao rồi. Hunter 2 sao là ok lắm rồi. Hay quá. Vớ vẩn mấy round nữa là cũng có chuỗi đấy. Fallen Witcher Ách à. Kẹp được thêm đỏ mà lại còn có cả Fallen Witcher. Chết rồi, thế này thì hơi bị thiếu slot. Thế này thì hơi bị thiếu slot. Thôi. Trận này tôi nghĩ là sẽ có nhiều người chơi God Kalong ấy. Trận này có nhiều người chơi God Kalong ấy. Thôi chúng ta chơi Ego Seed đi. Ego Seed trận này thì nó lại yên tâm luôn anh em ạ. Nó không giống như cái trận sáng nay đâu. Cái trận sáng nay là vì là nó không có con 7 nên là đam nó bị thiếu, nó không đánh được cái bọn God Kalong. Chứ còn ở trong cái trận này thì thoải mái đi. Sáng nay anh em thấy là tôi chơi God đỏ là tôi ăn được cái bọn Ego Seed, là bởi vì là bọn Ego Seed nó không có con 7. Mà trận này có 7 chơi Ego Seed ok luôn. Ngon nghẻ luôn anh em ạ. Giờ thiếu mỗi cái 2 tia thôi. 2 tia thôi thì là ngon nghẻ rồi. Ngon nghẻ từ bây giờ đến hết game luôn. Round 30. Đấy. Đây rồi, ui xồi ôi anh em ơi, đồ nó như rau như ly luôn. Trời. Ui giời, lại cái gì đấy, Grim, Grip cái gì đấy. Thế thì chơi Wick rồi. Hay, chính xác đó là chơi Wick. Chơi Wick Ego Seed rồi. Wick chơi Ego Seed. Quá là ok anh em ạ. Ok đấy nhở. Thế bây giờ kẹp con gì vào. Lên 7. Lên 7 đúng không? Ra ngoài tôi nghĩ lên 7. À, lên 7 đi. Lên 7 đi. Thôi, không phải mua súng nữa anh em ạ. Thôi, tôi nghĩ lại rồi. 6 Ego Seed sớm. 6 Ego Seed kẹp Witch sớm. Thì nó sẽ xây dựng từ 3 Hunter. 3 Hunter kết hợp với cả 4 Witch. 3 Hunter 4 Witch ở level... xem nào. 3 Hunter 4 Witch là ở level mấy nhỉ?
level 8. Level 8 anh em ạ. Level 8 là được rồi. Banter 4 wick ở level 8 và lên level 9 thì nó sẽ là 6 Ego Seed với cả 4 wick. Của nạp luôn. Úi giời, cắt chuỗi luôn này, có chuỗi, vừa cắt chuỗi vừa có chuỗi luôn. Được đấy. Ôi giời, vừa bán con súng thì nó ra. Trời, tiếc thế nhờ. Tôi vừa bán con súng nào trước thì nó lại ra. Tiếc quá. Tôi toàn bị như này thôi nhá. Cứ ôm mãi từ đầu game đến đến cái lúc bán đi thì không ra, xong bán xong thì nó lại ra. Cay thật. Mấy lần nó như thế này rồi. Bây giờ có mua tiếp không? Như này ngon hơn chứ nhỉ? Thôi anh em ạ, thôi thôi thôi. Thôi. Súng thôi đi. Kệ nó đi. Như này vẫn ngon hơn. Như này cho cái con Skull Hunter nó có chiêu gọi đệ. Ơ vừa phần lại mất chuỗi round này này. À không. Đối thủ không có cửa, không có cửa nói cho nhanh. Chưa được, chưa được, chưa được. Rồi ok. Xem nào. Cũng căng. Ui, được đấy nhờ. Tabu Witcher 2 sao rồi, cho vào đó. Được đấy, nhưng mà vẫn chưa có 4 Ego Seed. Bây giờ phải 4 Ego Seed thì mới mạnh này. Không được. Cái con rồng nó tăng nó vẫn khỏe hơn. Bây giờ chưa cho vào được, chưa cho Fallen vào được đâu. Con rồng này nó tăng nó khỏe lắm anh em ạ. Hai con rồng này nó làm tăng cơ. Thêm được một đống máu ấy. Từ từ đã. Bình tĩnh. Nói chung là cái đội hình này thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ mất chuỗi, nhưng mà chắc nó không mất sớm đâu. Chắc là cũng phải một lúc nữa mới mất cơ. Tầm này thì vẫn ăn được. Đấy, ăn được thằng này là ngon rồi. Nhiều 2 sao này, 4 con 2 sao vẫn ăn được này. Thế được rồi. Ok. Tí nữa chủ yếu là phải cẩn thận với Wario Long. Bởi vì Wario Long bây giờ đang có chuỗi, không ai cắt chuỗi cả. Không ai cắt chuỗi cả. Một chuỗi thua luôn. Đấy rồi, 4 Ego Seed được rồi anh em ơi. Được đấy. Được đấy, được đấy, được đấy. Như này được không? Đấy, vẫn có 3 Hunter. Vẫn có 3 Hunter ở đây. Đấy, kẹp Grim vào combo với cả thỏ. Ok, đội hình này ổn rồi. 4 Ego Seed là ổn rồi. Rồi bây giờ chỉ cần đợi một con Ego Seed nữa thôi là lên 8 là kích hoạt được là 6 Ego Seed này. Lên 8 kích hoạt được 6 Ego Seed. 3 Hunter ở level 8. Thằng này nó chơi cái gì nhỉ? Thằng này cũng phải cẩn thận. Thằng này đánh kinh đấy. Cũng chưa biết là chơi cái gì, nhưng mà khả năng là nếu mà mua gấu như này, có hai con gấu mết thì khả năng là chơi gấu. Ra hai con gấu mết rồi mà không chơi gấu thì hơi phí nhở. Đây rồi, 6 Ego Seed đây rồi anh em, đủ 6 Ego Seed rồi đấy. Rồi đủ 6 Ego Seed rồi. Ok, nhưng mà phải lên 8 mới cho vào được. Lên 8 mới cho vào được. Thôi, thế này đó, cứ giữ cái này là được rồi. Rồi cái đao quái này thì đổi vị trí lại một chút anh em. Vớ vẩn lại toang quái. Cái đội hình này thì đam nó to đấy, nhưng mà đam to thôi chứ còn tăng cơ thì hơi đuối tăng cơ, nó chỉ đam to thôi. Được không? Tôi nghĩ là được thôi. Ok ok, 7 con mà lại còn không đép được cái rau quái thì nó lại buồn cười. Chắc chắn nó được rồi. Đây rồi, kiếm gãy được đấy, đồ được đấy. Ui, đầy luôn, anh em ơi, cướp điên luôn. Được. Bộ này là lấy công bù thủ anh em ạ, chỉ toàn lấy đồ đam thôi. Anh em thấy không? Anh em thấy không? Cái con Skull Hunter tôi vừa mới bán thì nó lại ra, đúng không? Trời. Đấy, cứ vừa bán cái con gì đấy nó lại ra thôi. Thế là mới điều. Vừa mới bán xong thì nó lại ra, mà ôm mãi thì nó không ra. Cay thật. Skull Hunter với súng đều nó có kiểu như thế, giống hệt nhau luôn.
Đấy, bây giờ nó là 3 Hunter với cả 6 Aegis Seed rồi. Ổn áp rồi anh em ạ. Lên 9 là 6 Aegis Seed với cả 4 Wick. Lên 9 là 6 Aegis Seed với 4 Wick. Nhưng mà cái tầm này tôi nghĩ là sắp mất chuỗi rồi, bởi vì là toàn một sao thôi. Và đội hình này thì tôi không roll đâu. Tôi không roll đâu, tôi kệ thôi. Mất chuỗi thì mất thôi. Đây, mất chuỗi này. Gặp đây thì chắc là mất chuỗi rồi. Chịu. Này thì mạnh quá rồi. Warrior Long ốc 2 full 2 sao rồi, không ăn được. Tầm này chịu đó. Rồi bây giờ chỉ có chết cho nó nhanh lên để đỡ mất máu thôi anh em ạ. Ui chết nhanh lên cho đỡ mất máu đi. Mê đẩy kinh ấy. Thế là vừa eco nhá, vừa eco thành công nhá, lại vừa cắt được chuỗi tôi. Càng ấy, đánh gắt đấy. Đánh gắt đấy. Ây da, đau quá. Giữ được 45 máu, eco thành công rồi. 45 máu cắt được chuỗi. Khó ấy, chuyện này khó ấy. Cái thằng Hàn Quốc cũng phải cẩn thận. Chuyện này có thằng Hàn Quốc này, cái thằng Ajoy này cũng ghê. Hàn Quốc chơi beat à? Chơi beat. Vậy là cái thằng có một thằng chơi beat, chơi đa dạng quá nhỉ. Chuyện này chơi đa dạng lắm. Tôi thấy có cả Greater, có cả beat luôn. Có cả beat, có cả Aegis. Aegis có hai người chơi, tôi với cả góc khuất chơi. Đấy, còn beat đây này. Hàn Quốc là chơi beat. Rồi Hàn Quốc là chơi beat kết hợp với cả Kira. Ok. Beat Kira thì không phải là cái đội hình mà mình sợ. Đội hình này của tôi thì không sợ beat lắm. Còn cái đội hình gót đỏ hình như là có hai ông chơi gót đỏ thì phải. Tôi đang nghi cái thằng mà chơi gấu đỏ kia là nó chuyển sang chơi gót đỏ ấy. Trông rất là nghi. Rất đáng để quan tâm. Trận này vẫn chưa lên được con Aegis 2 sao thì chắc là mất chuỗi thì nó cũng là bình thường thôi anh em ạ. Không mất trong người này thì mất người kia thôi. Tầm này bây giờ nó bắt đầu yếu rồi. Fallen Witcher chưa lên được 2 sao. Co mà bằng 1 tiền mà 2 sao thì không ăn thua anh em ạ. Co dồn đồ thì nó phải 2 tiền hoặc là 3 tiền cơ. Chứ co đam bằng 1 tiền thì không ăn thua. Rồi thôi, nói chung là tầm này thì giữ máu thôi chứ còn chịu thôi. Này, ui ra rồng rồi, góc khuất ra rồng luôn à. Dragon Clay rồi. Càng ấy. Cả hai đều Aegis 6 con rồi này, bằng nhau hết rồi, nhưng mà góc khuất xả hết tiền rồi. Anh em này xả hết tiền rồi. Từ từ bình tĩnh, cái bộ này là không xả hết tiền được đâu, bộ này phải lên 9 mới xả hết tiền. Gắt thế nhở. Xả quả xả hết tiền này chắc là vừa nãy là định ăn tôi đấy. Định ăn tôi chắc chắn là như thế rồi. Chắc là vì là chưa thấy gặp tôi là định ăn tôi là xả hết tiền để ăn tôi đấy. Đấy nhưng mà lại đen quá, Warrior Long sang ăn trước. Căng lắm anh em ạ, chơi nó gắt lắm. Chơi trông mấy ông nhìn thấy thôi, mấy ông ở dưới kìa. Đấy lại ông này sang soi. Đấy tôi biết ngay cái thằng này nó hay sang soi lắm anh em ơi. Thằng này nó cực kỳ, nó hay sang soi tôi luôn ấy. Đấy mà mấy cái ông ở dưới là mấy ông xả hết tiền rồi. Chơi gắt lắm anh em ạ. Hàn Quốc, Trung Quốc các thứ sang xả hết tiền luôn. Càng ấy. À đây, gót rồng mập à. Ơi giời, gót rồng mập này. Anh em thấy gót rồng mập chưa? Rồi ơi, gót rồng mập. Bây giờ gấp cái bộ gót rồng mập của tôi bây giờ nó coi như là nó đi khắp buôn nơi rồi. Ôi giời ơi, đi khắp buôn nơi, từ Trung Quốc đến Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là cả nào Campuchia, Indo đều thấy chơi. Thấy bây giờ là anh em thấy cờ nước nào cũng thấy là có dính cái con gót rồng mập vào luôn. Anh em cứ để ý vào trong rank em hơi bị đông người chơi luôn. Rất là đông người chơi gót rồng mập nhá. Về căn bản cái bộ đấy thì cũng là khỏe. Đấy nên là tin dùng mà anh em đấy, ranking nhá, ranking queen nhá. Đây là ranking queen. Rất nhiều người tin dùng đấy. Đấy còn các anh em mà không chơi được thì anh em nên xem lại xem là liệu rằng là anh em đã làm đúng chưa, làm đúng theo lý thuyết chưa, theo sách giáo khoa của Tuấn Cơm chưa. Đấy còn nếu anh em không làm được thì chứng tỏ là anh em đang có cái gì đấy anh em làm sai. Con thấy nhiều người làm lắm. Tất nhiên là vào trong cái trận đấu ấy, tôi phải nói thật với anh em là ví dụ như tôi đây đang chơi ở cái trình ranking queen
Đây là mức ranking queen thì rõ ràng cái việc tôi top 8 mà chơi rồng mập đó là quá là bình thường. Nói thật với anh em là như thế. Có trận này trận kia chứ đúng không? Đấy, có trận này trận kia chứ bây giờ nếu mà mình không là top 8 thì ai? Ai là top 8 đây? Đấy. Ai muốn top 8? Chả ai muốn top 8 cả. Đấy. Thì thôi thì đấy, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng. Đấy anh em hiểu không? Gian khổ sẽ dành phần ai. Thì tôi cũng thế. Đấy, tôi để ai cũng chọn top 1, top 8 sẽ dành phần ai. Đấy, thế anh em thấy chưa? Top 8 thì dành phần ai đây? Thôi, tôi cũng chấp nhận là top 8 nha anh em nhá. Trận này vớ vẩn ở top 8 tôi cũng chấp nhận. Chứ còn anh em vào rank thì anh em cũng chấp nhận luôn chứ. Bây giờ anh em đang chơi ở cái mức trình của anh em. Anh em gặp những cái người bằng trình. Anh em gặp những cái người bằng trình độ của anh em thì anh em bây giờ tôi hỏi anh em là làm sao mà anh em có thể là chơi với những cái người cùng trình độ với anh em, chơi hay như nhau mà anh em lại cứ đòi là anh em top 1 được, làm gì có cái chuyện đấy. Kể cả anh em có cái đội hình hay ho thì anh em cũng còn phải luyện chán, luyện mốc mồm nhá. Như tôi còn luyện Goblin ấy, anh em, tôi luyện mốc mồm luôn tôi mới chơi được hay đấy. Mà nếu mà cái tầm mà kiểu như là chơi hay ấy, thì chỉ có xuống bắt lạt được mấy cái người ở rank thấp hơn thôi. Những cái người trình thấp hơn thôi anh em ạ. Chứ còn chơi cùng trình thì anh em bảo hỏi làm sao mà tôi bắt lạt được người ta. Không bắt lạt được anh em ơi. Có khi người ta đấm cho sấp mặt top 8 luôn. Đấy là nó quá là bình thường anh em nhá. Chơi bằng trình với nhau, coi như là trình độ thì như nhau. Đội hình thì ai cũng thông thạo. Bây giờ tôi thông thạo 10 bộ thì ông ấy có khi thông thạo 20 bộ. Đâu có đơn giản đâu anh em. Đều là trình queen cả. Thì bây giờ làm nào? Bây giờ chấp nhận là top 8 thì cũng chấp nhận thôi. Nhưng mình chỉ hơn cái họ là mình may mắn thôi. Nhưng còn chịu. Bây giờ trận này coi như là chăm sự nhờ vào may mắn. Úi dồi ôi, bắt được con cầu vết rồi anh em ơi. Xong rồi, lại đẩy cho. Này thì soi về chúng tôi. Soi lũa đi bạn ơi. Úi dồi, soi nhưng mà vẫn bị bắt. Thế đây, nói làm cái gì. Đấy, đã có người đi ở tốc độ nhanh lắm anh em ơi. Tốc độ trận đấu nhanh. Tốc độ trận đấu nhanh lắm anh em ạ. Rồi. Ui mà tôi lại còn đang có chuỗi cơ. Tôi lại hai lần có chuỗi anh em ạ. Thế chứ lại tôi bị bắt một lần rồi tôi cắt chuỗi. Tôi cắt chuỗi của Warrior Long, cắt chuỗi một lần xong bây giờ tôi lại có chuỗi. Ôi giời ơi, anh em thấy đỉnh không? À không đỉnh, may mắn không? Anh em thấy may mắn không? May phết đấy. Ok. Nhìn thế thôi chứ Warrior Long mà không lên được cái con ốc 3 trong cái giai đoạn này thì tôi nói thật với anh em là tốc độ trận đấu nó đã đẩy lên rất cao rồi đấy nhá. Này thì là gót đỏ là bắt đầu đã form được ca lông rồi đấy. Đấy, Thanh Liên Queen nó đã form được ca lông rồi. Ayo 0912 đã form được ca lông rồi đấy, không đơn giản đâu. Ca lông gót đỏ thì nó là thế lực đấy. Đấy, thế mà bây giờ mà Warrior Long mà vẫn chưa ra được con ốc 3. Ui rồi lại gặp Warrior Long thế xong rồi. May nhá, Warrior là long quả này úp lồng ngon. Úp lồng đẹp đấy. May mà úp lồng đẹp đấy. Rồi nhưng mà round này tôi cũng bị đẩy nhiều. Mẹ. Đau quá anh em ơi. Ôi dồi ôi, đẩy nhiều quá. Thôi chết tôi rồi. Đấy nhưng mà vẫn là ốc 2 thôi. Gì vẫn chưa ăn thua anh em ạ. Nói chung là hên là gặp tôi đấy. Hên là gặp tôi đấy. Chứ còn gặp mấy cái thằng như là cái thằng chơi gấu kia thì chắc là nó clear cho một phát. Rồi ok. Roll luôn anh em ạ. Roll form 2 sao và cái đã. Mà không, tôi là tôi roll 3 sao, tôi không lên 10 đâu. Tôi bây giờ tôi kể cả tôi ra con 7 tôi cũng đéo lên 10, nói cho nó nhanh. Bây giờ tôi cứ 50 tiền mà tôi roll thôi. Tôi roll cái con cung đen đã lên 3 sao, đúng sách giáo khoa của Tuấn Cơm luôn, không lên 10. Nhá. Chơi là chơi co 3 sao thế thôi, chứ còn lên 10 thì nó cứ phải từ từ. Đấy, cứ phải giữ 50 tiền rồi lên 10 dần. Rồi. Cái tầm này làm thế nào để mà giữ máu được thôi. Sao xếp bài như nào để giữ máu được càng tốt, càng nhiều càng tốt. Hai thằng thằng này gót đỏ. Thằng này gót đỏ nhưng mà chơi gót đỏ là chơi con rồng mập này. Đấy, cũng đang có nhiều tiền lắm nhá. Thằng này đang có là 30 tiền ở level này là khá là ngon đấy. Nhưng mà vẫn ăn này. Ăn được không? Đừng để nó xịt phát lửa. Đúng rồi, vẫn ăn. Hay lắm. Được. Được đấy, giữ máu được anh em ơi. Bây giờ sợ nhất là Gorieto gặp đẩy nhiều này. Vừa đi tớ beat gặp đẩy nhiều. Ui xôi. Làm nào đấy. Thôi thì mua vậy.
Nhưng mà chưa dùng được, con này chưa dùng được. Con này cứ phải đợi bao giờ Exit Ranger lên 3 sao rồi mới chơi nha anh em nhá. Up 10, không up 10. Co 3 sao mới up 10. Đã xác định chơi co là Exit Ranger rồi thì nếu mà tôi xác định chơi co là con 7 này thì tôi mới up 10. Chứ còn đồ bây giờ tôi ghép cho Exit Ranger cơ nên là tôi không up 10 đâu. Tôi phải roll ở 9. Kể cả là lên được cái con Fallen Witcher lên 3 sao thì dồn đồ cho Fallen cũng ngon. Thôi cứ roll 2 con lên 3 sao đi. Mình cứ giữ 50 tiền thì cái cơ hội up 10 là ra một phát là up 10 luôn. Có gì đâu. Đồ này thì vẫn chưa biết lấy cái gì. Nhưng mà theo tôi thì tôi sẽ giữ lại để lấy một là cái Blink hay là cái BKB. Từ từ đã. Rồi hôm tiếp thôi. Ui ra 2 con 7 này. Dã man. Ờ thôi thôi lấy thôi. Ra thì lấy thôi. Vớ vẩn bây giờ lên 72 trước này. 72 trước Exit Ranger 3 sao cũng lên. Nhưng mà nếu mà bây giờ 72 thì tôi cũng đéo có up 10 đâu anh em ạ. Tôi đéo up 10 đâu. Tôi vẫn sách giáo khoa mà tôi quen chơi thôi. Đấy, lấy cái BKB cũng được nhá. Mà lấy ở đây có cái Blink lấy cũng được, cũng ok luôn. Bây giờ đang phân vân lắm. Lấy sớm thì lại mất một cái, mất cái ấy. Lấy sớm thì lại mất một cái slot. Cũng chưa biết lấy cái gì. Chả may mà nó không ra được cái nhẫn lé để ghép cái Blink thì lại nó hơi toang. Thôi từ từ anh em ạ. Từ từ đã. Để đấy, tí nữa chốt sau. Còn đến round 30 với cả sắp tới là sẽ có người chết thôi, yên tâm. Trời tốc độ nó nhanh lắm anh em ơi. Một lúc thôi là tôi nghĩ là chưa đến round 30 thôi thì cũng phải có 3-4 nhà là ra đi. Hai thằng có ca lông rồi à. Nhưng mà thằng này là chơi Glacier à? Đúng rồi, Glacier ca lông. Rồi ok, vẫn ổn. Vẫn ổn anh em ạ. Thôi từ từ giữ tiền á, giữ tiền á. Nhưng mà round 30 mà chưa lên được cái con co 3 sao thì là cũng hơi chậm đấy nhá. Bây giờ là round 26 rồi. 27, 28, 29, 30. Warrior Long lên được con ốc 3 rồi kìa. Creator lên được ốc 3 rồi. Càng đấy, càng đấy. Lên được ốc 3 vô vẩn vô địch ấy chứ. Mà trận này nói chung là cũng chưa chắc. Chưa chắc. Creator kể cả lên được ốc 3 nhưng mà trận này tôi thấy khó lắm. Bởi vì những cái nhà còn lại ấy nó cũng đã mạnh rồi. Những cái nhà còn lại đều là những cái nhà mạnh mà đâu có yếu đâu. Những cái nhà còn lại là những cái nhà gót ca lông thì đâu có yếu đâu. Gót đỏ ca lông đâu có yếu đâu. Gót rồng mập thì cũng không có sợ bộ Gator lắm. Phải nói thật là như thế. Gót rồng mập không sợ Gator. Tôi chơi nhiều rồi. Gót rồng mập còn đấm cho Gator sắp mặt đấy chứ. Bây giờ là sợ nhất thì chắc là cái nhà beat là sợ nhất. Đây gặp cái nhà beat này. Biết được kẹp cả Spire mày nó đẩy tôi chắc nó sấp mặt luôn rau này. Chết rồi. Được không? Cản được tí không? Cản được tí không? Ơ được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Ơ vớ vẩn đấy, được đấy. Được đấy. Ui được đấy nhở. Được đấy. Ui mất ít máu anh em ơi. Hay quá. Hòa. Hay quá nhở. Exit để giữ máu sướng thật. Đây rồi, cho vào thay con này ra. Một sao cho ra rồi, hai sao cho vào. Đấy rồi. Trận này thì nói chung là thấy khá là căng anh em ạ. Ui ui, round 27 rồi mà vẫn chưa có ai ra đi. Warrior Long suýt ra đi luôn. Sợ chưa? Căng không anh em? Càng tốc độ trận đấu nhanh lắm anh em ạ. Nói chung là những cái trận đấu như thế này thì tôi nói chung là tôi phó mặc vào độ may mắn thôi, chứ còn tôi cũng chịu, tôi cũng không biết làm nào. Đấy, tự nhiên may, tự nhiên lại đánh vẫn ở trong top, vẫn giữ được máu, thế mới lạ. May mắn anh em ạ. May mắn thôi. Tất cả đều do may mắn thôi. Đấy. Đen một cái là tôi cũng sẽ giống như cái trường hợp của thằng Trung Quốc thôi. Là tôi top 8 thôi. Đấy nhưng mà may quá, may quá. May quá bây giờ ra có 2 con 7 ở dưới này là yên tâm rồi. Yên tâm rồi. Vớ vẩn mà máu tụt nhanh quá thì dí một phát lên 10 luôn. Tiền vẫn đủ để up một phát lên 10. Đấy, chả may mà roll mãi không ra được cái con cung đen thì là dụ up một phát lên 10 luôn. Dí một phát lên 10 luôn. Được đấy, được đấy. Nhà này có máy bay, có rồng à, rồng 2 cụ máy bay. Mà tôi vẫn ăn này. Ây à, bắn đau quá nhở. Hòa 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 hòa. Hai cái nhà Exit thì thường gặp nhau nó sẽ hòa thôi. Nó sẽ không thắng đâu. Hai cái nhà Exit gặp nhau rất sướng. Sướng thật, giữ máu thế chứ này. Này rồi. Đấy, có người ra đi rồi này. Ui rồi anh em ơi, một round này vừa rồi là hai người ra đi luôn. Ở trong đấy có nhà Warrior Long có cái con ốc 3 vẫn đi như thường anh em ạ. Kinh chưa? Căng. Khét.
khe thật. Đấy mà rất là may mắn đó, tôi từ nãy giờ tôi máu tôi mất rất là nhỏ giọt đó, mất rất là nhỏ giọt với cả cái đội hình Exit này, rất là nhỏ giọt luôn. Rồi. Nói chung là bây giờ ấy là anh em biết làm gì không? Là phải coi như là xác định là đấm với bọn gót đỏ trước. Đề phòng trường hợp là gặp gót đỏ late game hơi khó khăn. Chơi hơi khó khăn một chút nếu mà gặp gót đỏ. Đấy là chúng ta sẽ phải có một cái cú gọi là canh bọn gót đỏ để counter bọn nó. Hay quá bạn ơi. Hay quá bạn ơi. Hay quá bạn ơi. Ui ui nó đẩy kinh quá. Thằng này đẩy ghê đấy. Chết rồi. Gặp beat nó đẩy kinh quá. Cái thằng này nó đéo chết đi. Mẹ. Gặp nó đéo chết đi. Thằng beat sống dai thật. Beat sống dai thật đấy. Bây giờ việc cần làm bây giờ là vẫn phải roll. Đấy, đấy máu là tụt một phát là xuống còn 50 máu thôi. Máu tụt thấp lắm rồi. Còn một nửa thôi. Một nửa số máu nữa. Liệu rằng có lên cái con cung đen lên 3 sao hay là lên con Fallen lên 3 sao không này. Fallen hay cung đen lên 3 sao thì đều có thể gánh được anh em nhá. Hai con đấy nó đều chơi được hết. Đấy, hai con đấy nó đều chơi được. Đấy, nhưng mà con cần phải có một con lên. Bắt buộc phải có một con lên. Đấy, cái này từ từ đã anh em ạ. Từ đá. Rút cái round này rồi chốt đồ. Rút round này là tôi chốt được cái thêm cái giáp BKB này. Đấy, tôi có thể chốt thêm cái Blink này. Đấy, nếu mà có đồ nhá. Là chốt được hai cái món đồ quan trọng. Blink với cả BKB rất quan trọng. Chơi với cả God mà không có có Blink với BKB thì thua ngay. Đây rồi, có cái Blink ở đây anh em. Đấy, có viên ma lăng rồi, có những này rồi, ổn. Được. Được đấy. Nhưng mà cái món đồ rao 30, cái món đồ cam có vẻ hơi không ổn nữa nào. Tôi thích cái ba tia hơn. Ok, roll. Ui, còn một con nữa thôi, một con nữa thôi. Thôi xả tiền hết luôn anh em nhá. Rao này bắt buộc phải ra con cung đen. Hết tiền luôn anh em ạ. Hết tiền luôn, không nói nhiều. Ui, đời ơi, được đấy. Ổn rồi, ổn rồi, ổn rồi. Thôi bây giờ lên 10 thôi, tích tiền lên 10 thôi. Được rồi, ok. Cái này là lấy cái Blink. Cái này lấy cái Blink. Lấy cái Blink còn lấy cái giáp da bò luôn để ghép cái BKB. Áo choàng vận mệnh, tên mới của cái BKB. Áo choàng vận mệnh, đây rồi. Rồi ok. Thế cái tầm này thì lại không sợ gót đỏ nữa rồi anh em ạ. Thực ra thì cũng chưa cần con 7 đâu, nhưng mà như này là tôi có thể đấm được cái bọn gót đỏ rồi, yên tâm. Đây rồi, gót đỏ rồi. Gót đỏ của chúng tôi. Ồ. Gót đỏ, ca lông 2. Ca lông 2 3 phát chết anh em ạ. Ui rồi ơi. Ca lông 2 cái con cung đen nó bắn cho 3 phát chết. Đấy là con chưa kẹp 7 vào đâu đấy. Kẹp 7 chắc chỉ 2 hit thôi là chết rồi. Kẹp 7 chắc 2 hit là đi rồi. Cắt chuỗi luôn bạn ơi. Hay quá. Được đấy. Ui rồi ơi. Không hiểu sao. May mắn nó luôn đến với tôi. May mắn luôn đến với tôi anh em ạ. Ừ, không cần phải lấy cái Blink này. Tự có này. Được cái nhờ. Đúng là may mắn trận này rồi anh em ạ. Được rồi, thôi tôi ghép luôn cái gậy gai luôn. Đấy, có cái Blink rồi. Ở đây là không phải nhặt cái Blink ở trong nữa. Mà bây giờ là up 10 là cho luôn cái con 7 này vào. Xong rồi lấy cái Blink ghép vào luôn. Ok, ổn luôn anh em ạ. Thế là tôi sẽ không phí cái món đồ tùy chọn. Tôi vẫn còn một cái món đồ tùy chọn ở trong. Để dành, để tí nữa ghép tiếp. Bây giờ nhá, bây giờ là phải đợi cái chén. Cái chén thánh em hiểu không? Lấy cái chén thánh. Ơi bạn ơi, bạn đừng soi nữa đi, bạn soi tớ từ đầu game đến giờ rồi. Đừng soi nữa được không? Sợ thế. Ui, đừng. Hay gặp nhau thì cũng không đến lỗi mà thân quen lắm đâu. Để mà cứ soi này chăm sóc nhau kỹ quá. Đùa. Chăm sóc nhau kỹ quá. Đây có thằng God thì không xếp để counter đi. Cứ thích xếp counter tôi. Chăm sóc thì kỹ đấy nhở. Không sao bạn ơi. Bây giờ có 7 rồi anh em ơi. Khỏe lắm. Đấy, kể cả con cung đen nó có bị bắt thì bây giờ còn nhiều con khác nó cũng gây đam được mà. Đội hình này đam toàn diện luôn. Nó là đội hình gọi là mạnh nhất bây giờ về đam, gây đam to nhất bây giờ luôn. Rồi. Hay quá. Trời may mắn như thế này mà không top 1 nó phí anh em ạ. Phí lắm. Phí lắm anh em, từ nãy giờ vẫn 50 máu này. Cái lúc mà tôi nhắc anh em là tôi còn 50 máu, đến bây giờ tôi vẫn 50 máu. Ơi giời. Đấy mà tôi mới phát hiện ra là cái thằng God rồng mập ấy là nó từ bỏ cái bộ đấy rồi. Đấy, nó từ bỏ cái bộ đấy, nó lại chuyển sang nó up 10 mà.
Nó up 10 là nó sai bài rồi. Nó up 10 nên là nó bắt buộc là nó phải chuyển sang là nó chơi ca lông thôi. Đấy, nó ra con ca lông rồi bán nó dòng bập đi. Đấy, nó lại thế các anh em ạ. Tức là nó chỉ chơi dòng bập đầu game thôi, chứ nó không chơi như tôi là chơi từ đầu đến cuối. Mà ca lông thì tôi cũng không sợ. Đội hình này bây giờ nó về căn bản là mạnh hơn. Đây rồi, Exit này. Gặp Exit thì một là hòa, hai là thắng một con, thế thôi. Đấy, như cái trận này là thắng nhiều con luôn. Ui rồi 13 con luôn. 73 máu. Ui rồi 72 này. Ôi giời, thế là vô địch rồi anh em ơi. Như này tôi còn đang có ý định là có khi lại làm một cú như là Fallen 3 nữa. Fallen 3 sao nữa để chứng tỏ sức mạnh trong cái trận đấu này. Căng thật. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Rồi, đồ dồn hết cho con này thôi anh em ạ. Đồ này tôi đợi một cái cốc cái chén thánh nữa được không? Đợi cái chén thánh nữa. Có chén thánh thì nó chống việc sốc đam chết luôn cái con cung đen. Đấy, con cung đen mà nó sống sót ở trong combat thì thôi rồi. Ui bạn ơi, bạn soi nhiều thế bạn ơi. Thế có cần phải chăm sóc kỹ đấy không nhỉ? Chăm sóc kỹ thật đấy. Chăm sóc kỹ thật đấy. Mà bạn có biết là mỗi lần bạn ấy sang soi là tôi lại chuyển bài không? Tôi lại chuyển cái vị trí không? Ừ, khổ. Làm sao mà tôi giữ mãi cái vị trí này được? Chuyển vị trí luôn. Không nói nhiều. Làm sao mà tôi giữ mãi vị trí đấy như thế được? Đấy. Làm sao mà tôi giữ vị trí như thế được? Bắn 3 phát là chết. Còn cá lồng anh em ạ. Cá lồng dính 3 phát là chết. Ui xui. Gót đỏ cá lồng 2. Anh em thấy nó khác hẳn với cả cái trận đấu mà tôi chơi gót đỏ luôn. Tôi chơi gót đỏ cá lồng mà tôi lại đấm Exit như con. Lạ nhở. Lạ thật đấy. Rồi còn hai thằng là chơi gót đỏ. Anh em à, hay quá, có chén thánh rồi. Chống sốc đam. Được đấy. Bây giờ còn hai thằng gót đỏ. Bây giờ còn hai thằng gót đỏ thôi. Có làm một cái cú như là một phát chết hai thằng luôn không nhở? Làm một phát, bây giờ mình làm một phát chết hai thằng luôn đi. Nhở? Được không? Round sau mà một thằng gặp tôi, một thằng gặp cái bóng của tôi thì có khả năng là cả hai thằng cùng đi. Ờ, có phải không? À không không. Round sau là tôi sẽ gặp một cái bóng. Cụ thể là chắc là round sau là sẽ gặp cái bóng của thằng Trung Quốc đấy. Cái thằng Ayo 0912 này gặp rồi anh em ạ. Ok. Mạnh rồi. Bây giờ không có thằng nào đánh được đâu. Không cần Doom luôn. Đội hình này không cần kẹp Doom vào để counter cái con ca lông. Tất cả nó là đam to rồi anh em ạ. Đam to làm lên tất cả. Đây rồi. Cấm đánh 2. Chắc chắn là cái cấm đánh 2 rồi. Còn gì nữa, còn phải nói gì nữa. Late game thì chơi thì cấm đánh nó là cái key, cái chìa khóa để chiến thắng đây mà. Không còn cái món đồ nào khác nữa anh em ạ. Cấm đánh nó là món đồ, nó gọi là cái gì, tối thượng ở late game rồi. Riêng rồi cấm đánh con ca lông nó bị cấm đánh 5 giây, không thể tung trưởng được. Và có khi nó, sau khi nó đấm được thì có khi nó bắn chết rồi. Đấy, cấm đánh nó lợi thế ở cái chỗ đấy đấy anh em. Cấm đánh nó rất là lợi thế ở cái chỗ là nó làm cho đối thủ là không thể đánh tay được. Mà counter rất mạnh vào những cái con đánh tay late game, đặc biệt là con ca lông. Có ca lông là chắc chắn là tôi lấy cái cấm đánh 2. Đổi vị trí bạn ơi, đéo ai để đấy. Ok bạn ơi. Rồi, nhưng mà thằng này là thằng Trung Quốc, không phải thằng kia. Kẹp cả Squire vào để counter đấy. Counter được đấy. Tuy nhiên là cái con Exit Ranger nó đứng khéo quá, nó lại lé được cái lốc. Ok. Rồi vậy là round tiếp theo là tôi sẽ gặp cả hai thằng. Ấy giời, thế một phát double kill luôn này. Anh em này. Round tiếp theo là cái thằng Trung Quốc ấy nó sẽ lại gặp cái bóng của tôi. Còn cái thằng Ayo 0912 là nó sẽ gặp chính tôi. Ờ, gặp bản chính luôn. Được đấy. Ờ, thế thì chết rồi bạn ơi. Thì tôi roll nốt đây. Round này chắc round cuối rồi anh em ạ. Chắc là round cuối tôi roll nốt cái con Fallen 3 đây. Fallen. Còn một con nữa, còn một con nữa, còn một con nữa. Cố lên nào, cố lên nào. Ui đây rồi, đây rồi, đây. Bắn. Ui không kịp rồi, không kịp rồi. Mẹ không kịp lên Fallen 3 rồi. Round này sợ bọn nó chết hết ý. Ui đúng thật anh em ơi. Thằng này đi rồi. Ai rồi đi rồi. Cắn máu lên bạn ơi. Ui tôi chết rồi, 11 máu đi rồi. Ui trời ơi.
Nhất tiến hạ xong điêu. Ui xời ơi, chưa kịp lên con Fallen 3 cho nó đẹp đội hình. Tôi đã bảo là cái round này là cái round double kill rồi. Làm gì có chuyện hai thằng gót đỏ gặp tôi mà sống được đâu. Lẽ ra là cái round đấy là phải bỏ bất cầu ra. Còn 50 máu cơ mà. Còn 50 máu giữ từ đời nào rồi ấy, vẫn chưa mất máu. Đấy mà cái trận đấu này giữ máu cũng khủng khiếp thật sự. 3 lần có chuỗi liền. Bây giờ lại đang có chuỗi thắng này. Đúng không? Phải bỏ cờ bớt ra đúng không anh em? Không anh em ơi, tôi đùa đấy. Chơi không bỏ được đâu anh em ạ. Bỏ cờ ra súng hố luôn. Chỉ cần có cơ hội thôi là bọn nó lật kèo luôn đấy. Không đùa đâu, không đùa với bọn này đâu anh em ơi. Nó chỉ cần lên được con Squire 2 sao, nó kẹp gót vào, nó lốc lên đi thôi, xác định luôn. Chưa chắc đã ăn được đâu anh em ạ. Đấy, thôi, kết thúc trận đấu sớm, double kill phát là thôi xong luôn anh em nhá. Anh em thấy hay thì hãy để lại tôi một like nha anh em nhá. Anh em chưa đăng ký, có thể đăng ký kênh để xem thêm những cái clip khác, cũng như là giúp tôi sớm được 30.000 sub anh em nhá. Nếu anh em có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái, cũng là một cái trận đấu ở mức rank King Queen, một cái mức rank cao, tôi chơi gót đỏ. Và anh em có thể chọn clip bên phải, xem tôi chơi bộ Feather theo một cách rất riêng khi tôi dồn đồ cho con cáo anh em nhá. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào sáng mai. Bye bye.